là con đường Nguyễn Trãi quận 5 hả các bạn, con đường một chiều. Chúng ta sẽ ghé lại mâm cua dì Ba ở cái hẻm 565 Nguyễn Trãi. Đây dì Ba gần tới rồi các bạn. Chúng ta vừa quẹt vào con hẻm đó là sẽ thấy mâm cua dì Ba bán bên tay phải. Đây là những thực khách đang chờ dì Ba đến và mua những con cua ngon, chất lượng về ăn nha các bạn. Có những thực khách thì chờ đến nửa tiếng để chọn những con cua ngon. Này thì số lượng khách đến chờ càng đông các bạn. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là dì Ba sẽ ra. Hỏi chú lại đây chờ mâm cua hả chú? Chờ mâm cua. Này chú nói là chú chờ bao lâu để được ăn? 3 ngày rồi. 3 ngày rồi. Tại sao chú biết? 3 lần rồi. Mà 3 lần trước có mua được không chú? Chưa mua được. Tại vì sao chú? Có khi tớ trễ, có khi tớ sớm. Dạ. Là chờ thấy có bữa nay dứt khoát là phải chờ. Là nãy giờ chú chờ bao lâu rồi? Hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng. Bữa nãy không biết mấy giờ tới. Dạ 12 rưỡi chú. Bây giờ 12 giờ giữ rồi, quá rồi. Bây giờ 12 giờ mười mấy à. Chú rồi chú ở đâu xuống đây chú? Tôi ở quận 11. 11, quận 11. Quận 11. Dạ, rồi chú xuống đây để ăn cho bằng được món cua của dì Ba. Đúng, đúng. Dạ. Cái giá của cua dì Ba như thế nào chú? Cũng chưa biết cái giá nó là sao. Dạ, chú cũng chưa tìm hiểu giá hả? Cứ thấy ngon là mua chứ ăn trước đã. Dạ. Chú, tại sao chú biết mâm cua của dì Ba hả chú? Lên mạng chúng coi. Dạ, chú thấy giá của dì Ba như thế nào theo chú được biết? Thì giá nó như con nó thì nó được hay là nó không có dây. Dạ. À, nếu có dây thì lúc bạn nó bán 300 mấy rồi mà nó chưa có làm, cái này nó làm sẵn rồi bán 600, giá cũng hợp lý chút. Dạ. Nhưng mà chú thấy giá của dì Ba như vậy là cũng được á, ổn định á. Dạ. Chú lần nào ăn cua của dì Ba chưa chú? Chưa lần nào. Rồi chú đến đây bao lâu để được chờ ăn thưởng thức của dì Ba? Mới lên được 15 phút rồi. Bây giờ là chú mua ăn cho bằng được hả? Bây giờ thì chú định mua bao nhiêu ký mang về? Chưa thử, chưa biết, thử lại coi như thế nào. Dạ. Coi nó còn được bao nhiêu, chưa biết được nữa. Ba được xe ôm chở tới nha các bạn. Đó, dì Ba đây. Người nhớ cái bịch cua hoa không nói đâu. Dì Ba tới rồi nhưng mà rất người quay và chờ đợi những thức cua của dì Ba. Đây, trên tay dì Ba đang cầm một cái mâm cua nha các bạn. Và đây là những thực khách chờ mua mâm cua của dì Ba. Bây giờ dì Ba tới rồi, đấy sớm lại mua cho bằng được những hình ảnh cua dì Ba. Dưới này được 2 phút thì không mua được nguyên một bọc luôn. Cho con mọi người ở gái đâu phải cho mà mình bao cân đi. Đâu cân cho gái này nhiêu? Đây nhiều người dành nhau để mua cua của dì Ba. Nặng ra là con nào là hết con đó luôn mọi người. Nè nè nè. Mấy bạn gọi lại vậy. Rồi ai cần gửi tiền cho bạn nha. Nhiêu? 804. Cân mét thì đi. Nào. Tốt cân mét mua quá. Dì Ba bán rất là nhanh. Còn chưa tới 2 phút đã bán hết luôn rồi. Mua đều mua nhỏ nhỏ luôn. Hết luôn rồi. 447.000 thôi là 147.000 thôi là 100.000. Các bạn có thể thấy là chưa đầy 5 phút, đúng chưa đầy 5 phút rồi mà mâm cua khoảng tầm hơn 300 ký. Ba trả ngay lập tức cái này của ai? Ba trả ngay lập tức cái này của ai? Ba trả ngay lập tức cái này của ai? Ba trả ngay lập tức cái này của ai? Ba trả ngay lập tức cái này của ai? Ba trả ngay lập tức cái này của ai?
Và sau khi mình dùng cái đèn thì mua. Mọi người thấy thế nào? Cái này có ai? Không phải nối lâu hết mà. Trong chưa đầy 5 phút đồng clip bây giờ thì chưa đầy 5 phút các bạn ạ. Hôm nay chúng tôi đã ép sạch khoảng 30 kg cua. Bao nhiêu? 372.000 đây nhiều người đến mua mâm cua đây mọi người. Cua gì ba rất là ngon. Còn vài phút vừa dọn ra là bán hết. À, anh cầm được 2 con cua là may mắn luôn rồi. Có người tới mà về không kìa. Đúng rồi. Thì anh cố gắng xem. Cố gắng xem. Như đây là nhiêu tiền không? Không có cái giấy. Đây đây. 804.000. Anh mua lần đầu hay lần thứ hai nữa? Qua đây mà có. Đây cái anh này hôm qua đi mà hết rồi nè, cho nên hôm nay mua được rồi. Anh chờ bao lâu để mua được cái phần cua như vậy anh? Nửa tiếng. Để tiến cho cái phần cua của anh cho coi. Cái em trai vô chưa kịp lừa vậy là hết rồi chị. Vô chưa kịp lừa lấy nhưng mà em mới đại đó. Nhưng mà chứ rồi chứ khi bà ấy là bà cũng lừa luôn. Chậm 1 giây là hết. Chậm 1 giây là hết. 594.000. Rồi cho lấy tiền rồi đủ hết nha. Đây, rất là nhiều người xung quanh là phụ ba bán. Ba bình thế rồi. Nếu mà chúng ta hiện tại gì ba sống ở đâu? Hiện tại gì ba sống ở đây? Con dấu, con dấu. Ai con? Không phải cua này ta đặt. Mấy con cua này ta đặt. Cua này ba này đặt rồi. Đặt. Đặt năm ký luôn. Cua chờ bao lâu mà? Chờ nay 3 ngày rồi là hết công à. Mua 5 ký luôn rồi cô. Hết mất rồi. Hết rồi. Trước giờ có ăn cua gì ba không? Cố ăn hoài. Cua gì ba ngon. Ở đây mà. Chính tiên gì ba nói là gỡ cho quý khách mua cua, nếu mà cua mà có ớt thì gỡ đem lại gì ba trả lại gì ba vẫn lấy lời, vẫn lấy cua lại hồi tiền lại. Có nghĩa là cua không ngon là bán trả có quyền trả lại. Không gì ba không ngon á thì cua lại. Không biết là con cua nào chắc luôn rồi, chắc nhưng mà nhiều khi đó không có nói được. Thì nếu như khách hàng nào mà mua cua, tới đây mua cua mà có ớt thì đem lại gỡ lại gì ba vẫn chẳng trả tiền đầy đủ, không có tính con cua đó luôn. Đúng không gì ba? Tặng rồi. Hôm nay là bao nhiêu hết vốn luôn. Dì ba hôm nay là dì ba đem ra đây bao nhiêu ký gì ba? 30 kg. 30 kg. Mà còn lại 15 kg. Tại sao vậy? Là dì ba nói nhở cái dây nó nhiều lắm. Dạ. Rồi á mần xong rồi là cân lợi. Cũng như mình cân lợi cái số phí. Thôi má nói nhiều. Đến tiền má ơi. Tôi tính chị không mày? Để dì ba nói chuyện thêm xíu nữa. Mấy bữa nay đông khách dì ba có tăng giá không? Hả? Mấy bữa nay đông khách dì ba có tăng giá không? Không, không có đăng cũng vậy à. Có bữa nay là tại vì bữa nay Ha mua thêm đó, mà mua thêm hàng cao cấp á là lên cũng như cua gà sôi lên 500 chứ đó vậy đó. Chứ bữa hỏi hổm về đâu có lên đâu. Bán đắt quá rồi có tính bán thêm nhiều cua không gì ba? Thêm ở đâu có. Là mình không có nhận được hàng để mình bán hả? Có, đào dặn mình nó nói dì ba phải trả ơn anh này nè. Dì ba phải trả ơn anh này. Hấp 2 rồi, bữa nay hấp 2 rồi. Thôi chị ba bán cua luôn đi. Đừng biết có ai nói người ta vậy đi. Lấy ra bán đi. Không, tại người ta dặn rồi. Thảo lắm, được rồi. Biết người ta là ai? Hôm qua, các bạn kêu lợi mới nói làm á. Chờ tới 10 ngày, đã 5 ngày. Ngày mai mấy em kết bạn Facebook với bà hết luôn đi nha. Mai kết bạn Facebook của em mai. Tối nay tạo cho bà một tiếng lâu rồi. Mấy bữa nay là nãy tiếng mười mấy ngày nay rồi đó. Thì giờ ra bán được á mừng. Với lại cũng nhờ tụi bay mà ấy cái tao hồi đó đâu có được vậy đâu. Dạ. Cũng mong cho dì ba bán được và có cuộc sống được tương tác lại. Mấy em á mà anh còn có cua nhậu đó. Dạ. Hồi xưa là bán cái là cua đó. Mong mong là dì ba bán được nhiều hơn gấp mấy lần và có được nhà cửa ở đàng hoàng. Có nhà đàng hoàng có. Dạ. Có một mình ở. Dạ. Dì có tính là mở rộng lên thuê xe hay là gì không ạ? Hả? Dì có tính là thuê xe hay là mở rộng?
mà cái mâm cua này là đủ ăn rồi. Mâm cua này là thương hiệu của mình nên mình đủ ăn rồi, mình làm có ai phụ đâu. Mà đi lấy ở dừa là ở đâu rồi? Dừa là dừa cua ở cái gì? Cái gì nè? Chỗ qua bên. Mà mua cái chỗ đó là mấy chục năm vậy đó. Giờ không có cua những chứ không có đi mua đâu ha. Hồi xưa là còn bán bánh canh cua. Bánh canh cua. Giờ sau này là bán cua là ba mấy năm. Cũng như là mình bán là khách hàng quen á. Lâu năm người ta biết, mà người ta ăn, còn mấy người không biết á. Là cũng như tụi bây giờ lên mạng rồi người ta mới biết từ ở đâu ở phương xa người ta mới biết mình bán ở đây phải không? Có. Hồi đó thì giờ thì nó đúng ra bán cua ngon mà có cái nhiều khi á nó sơ sót là cua cũng như là nó có nước vậy thôi, mà khi có nước á là mình phải bù lại cho người ta, trả lợi cho người ta cái con cua ngon. Dạ. Cũng như có nhiều người ta lợi ta quay lại ta bán vốn chắc chắn là gì ba sẽ đền bù lại cho họ. Thì cua là đó, có lần mà bù cái ông này nè, ổng ăn hồi lúc trước á, ổng mua cua gì ba mấy con cua bốn năm con. Cái à, ba ổng về ổng ăn hết rồi còn cái vỏ không, ổng chờ kỳ không còn cái vỏ không, cái ổng đem lại ổng trả, ổng nói là cua không ngon cái này kia nọ, mà trong khi đó thì dì ba đang bán cho người ta, dì ba đâu biết đâu, thì người ta nói vậy mình tin vậy thôi. Không ngờ ổng đi rồi trả lại ổng tiền, ổng mua 600 phải không, trả lại ổng 600 tới mua cua gì, trả ổng lại 600 cái một lát á. Cái chỗ khách ta đi rồi tôi coi lại là ba con cua ổng ăn á, mà còn cạy cái vỏ ăn luôn á, cạy cái vỏ có gạch đó. Yeah. Yeah, rồi còn thịt đó ông nhai hết trơn rồi ông đem lại ông trả. Yeah. Ông trả thì gì ba nghĩ là có thể là ăn không ngon sao tới trả mình trong lòng của mình tính vậy. Nhưng mà sau đó gì ba không ngờ cái dòm lại là thấy cua ông ăn hả, mà sau đó gì ba có ấm ức không, tức lắm chứ. Yeah. tức quá trời, mình nói sao giờ ta đi rồi mình nói sao. Yeah. Cua chết là không có bán đâu, mình bán quen rồi biết lâu năm giờ sao mình bán được cua chết. À, ông ấy nói đi khóc hoài à. Ừ. Cua chết mình bán nó mất mối mình sao. Đây nó đúng ra. Thì mấy đứa cháu ở đây nó thương dì ba lắm. Đứa nào cũng vậy hết á. Có khi dì ba gỡ ghế nó cũng lại nó lấy ghế cho dì ba ngồi. Dạ. Tại thế vậy mình già cả biết không. Rồi dì ba về nghỉ ngơi cho khỏe dì ba. Rồi cảm ơn nha. Dạ dạ. Tụi bay là thần linh của tao đó. Đây có một thanh niên ở đây, ở này để mua cua nhưng mà đã khá chậm trễ vài phút là hết rồi mà. Ủa chị bán ơi, bán cua á, đầu tiên thì ra bán cua mà cua nhỏ, cua cốm á, cua nhỏ nè, có sau này mới bán cua lớn mà bán cũng rất cua nhỏ mà làm hai băng là gì ba, có mầm. Lúc đó dì ba bán được không dì ba? Lúc đó dì ba bán được không? Được. Lúc đó ai chở dì ba đi bán dì ba hả? Cái anh chạy xe Tila đỏ hả chị? Đây là những người mua mâm cua dì ba nhưng mà đến sau đã hết rồi nha mọi người. Cho nên là ai mà muốn mua mâm cua dì ba thì đến sớm chờ. Cua ngon người ta luôn phải không? Không á. Bởi vậy sao giờ này ra nữa. Cua này là sao đây gì ba? Cua này là sao gì ba? Giờ không có đem ra bán người ta đi. Vậy là người ta dặn 5 kg thôi, giờ không ra gì ba bỏ đây gì ba bán đi. Hôm qua người ta dặn 5 kg hả? Ừ. Mà không mua không lấy hả chị? Cái máy người ta chưa có ra, em không biết có ra không. Cọc trước chưa? Không ơi, ta không lấy cọc. Tại mình biết có cua không mà lấy thịt gì ba? Thịt. Sao để nhận biết được cua thịt gì ba? Chỉ con thịt ra. Đâu vậy? Nó có gì để phân biệt? À, cái yếm này nhọn nhọn á. Theo kinh nghiệm của dì ba thì có yếm nhọn là thịt gạch. Cua gạch đâu dì ba? Rồi hết. Hai con cua nhưng mà nặng nè. Giá là 8 lạng nha mọi người. Hai con 8 lạng. Hai con là 8 lạng. Hai con cua nặng 8 lạng. Hai con này có trị giá gần 400 ngàn. Rất là to và chất lượng nè mọi người. Này cua gạch rất là ngon luôn á mọi người. Đây là con cua thịt của dì ba bán rất là bự. Đây là càng cua. Cái càng cua là mình thấy rồi, nó thật to. Con này còn 400 gram. 400 gram. Nó nặng nè. Nó nặng là 400 gram là nhiêu tiền?
ngon. Cô tới đây lâu chưa? Vừa mới 200 thì mua mấy lần rồi. Cô mua mấy lần rồi? 240 coi. Cua ba ngon mà chắc 2450 con sáu con. 2450 nghe. Phải giá như vậy. Để thịt á. 600. Các con có mấy con à? Có nhiều vậy, cô thấy đường con. 2450. Bao nhiêu cái phí? Bao nhiêu 100 gram? Một bịch là một bịch đó là bốn con là hai gạch hai thịt. Rồi rồi con còn lại đi. Rồi bỏ cho ba, bỏ chan muối đi ba, bỏ chan muối không. Con cái này ký nhiêu con? 10 ha. Con ơi. Có nhiêu? Anh mua mấy ký mang về hả? Mỗi con 100. Sáu con à. Anh là anh chọn mua gạch hay là mua ba gạch ba thịt? Cái này bán ký nhiêu con? 600. Mấy con ba gạch ba thịt. Đây cho mình con, chị ba lựa đây con bỏ vô nè. Mình lớn rồi. Đây. Cắn sáu con trước thử. Hai thịt hai gạch chị ơi. Hôm nay gì đây, cái này gì? Con phải không? Ba gạch ba thịt. Trời đất ơi, để tao đàn. Ký 600 á chị. Một ký 600. Nè nè. Làm sao phải gạch? Gạch. Gạch là nó phù ra đó. Còn thịt. Là ký nhiều hơn nè, cho con đực nè. 600 luôn. Một hai con là không, tại vì em bỏ đi nhanh nhanh vậy. Ờ đúng rồi. Sáu con hả? Mười mấy con nữa. Cái này gì? Cái này thịt phải không? Rồi nè. Còn ăn gạch thịt. Cái này gạch thịt. Còn gạch thịt. Còn thịt. Còn thịt. Còn thịt. Còn thịt. Còn thịt. Đây là những con cua người đã đặt sẵn nhưng mà không tới nên dì ba sẽ dọn ra là bán cho khách. 8 con à, đi đây lần thứ 3 là mới mua được á. Không biết sao giờ đi đi trễ quá người ta đặt 5 tấn á, người ta chưa lấy nên mới còn nè. 1 ký luôn. 1 ký cần đợi. Cái này đủ 8 con của con chưa? Nhiều nha. Rồi. 8 con đó như rồi. Rồi giá 600 luôn. 6 con à. 600 hết đi. Rồi cái này 657 ngàn nữa rồi. Cái này nhiêu là bao nhiêu? Dạ, 6 con cho anh á. 6 con để em coi bao nhiêu cơ. Này nãy mấy con à. Anh ơi cần 1 ký thôi không? Cần ký không? Để mới ra đủ chưa? 2 con nữa không? 657. Vì ba thói cho anh 45 ngàn đi. Thói anh 45 ngàn. Vậy lấy lúa này vô này. À mua. Thôi lấy mẹ hết luôn đi. Đây, có tiền đi, có tiền. Anh vừa mới nói là lấy hết luôn đi. Còn hai ba con cua thì có một khách hàng mua nhiều sẽ lấy hết luôn vậy. Này là bốn mươi lăm. Bốn mươi tám ngàn đi. Không vậy được rồi. Chị bao nhiêu ký mà 2 triệu vậy? Ba cái rưỡi hơn chút. Ba cái rưỡi hơn chút. Là gồm cua. Là 2 lọ, gạch với lại thịt luôn em, 2 lọ. Dì ba ơi, 2 triệu 118 ngàn, anh nói có bớt 18 ngàn không chị vậy? Nói có bớt phải 18 ngàn đúng không? Rồi bớt đi. Rồi 2 triệu 100. Rồi quá vậy. Rồi bớt, có lại 100 ngàn không? Cho con. Ra nó có. Ăn mấy lần rồi? Mấy đi mấy ngày vậy? Đi 3 ngày hả, lần thứ 3 rồi đó. Đi 3 ngày mới đi bữa rồi. Thôi, thôi là còn 5 ký, người ta đặt cái con. Ba giờ người ta đặt á. Ờ, đưa số điện thoại đi, mới mốt con gọi cho. Gì, có sẽ xin số điện thoại dì ba, rồi có gì mai mốt anh muốn ăn thì anh sẽ đi đặt dì ba trước để có những cái cua ngon. Chứ bây giờ anh đến trễ cua không còn nhiều. Ba con này đúng không? Dễ sợ luôn, nóng nổi luôn nè. Mà chưa đây đợi sao mà có hàng nữa là chưa đi qua là qua cái dặn em mà chưa ra đây. Dì ba sau một cái mâm cua. Tại con chị có bệnh mà bắt hàng nó đi mua. Cô tới đây ngày thứ mấy rồi cô? 2 ngày. 2 ngày nay mà không mua được cua cho người nhà đang bệnh. Rất là thèm cua của dì ba. Anh 12 giờ rưỡi bán nhưng anh phải đi trước. 11 giờ. 12 giờ bán mà 1 giờ hết rồi. 5 phút không? 5 phút là hết. Hết rồi đó. 5 phút là hết cua rồi. Bỏ cho ta đó.